thực tế. Chúng mày, tao có thai rồi. Cái gì? Bao lâu rồi? Thế bố đứa bé là ai? Anh có biết không? Mày chắc chưa? Thôi, buồn á. Phim Ấn Độ. Chúng mày, tao có thai rồi. Bang. Hả? Thực tế. Em bảo mình em đi dần đồi này. Mình thiếu ngã rồi xem. Ôi trời ơi. Sao không? Bảo rồi có sai bao giờ đâu. Phim Ấn Độ. Em bảo mình em đi dần đồi này. Mình thiếu ngã rồi xem. Thì về đi, làm trò gì? Thực tế. À, bà bác của ta phải tăng tị với chồng bà nhá. Hôm nay mày xác định được con ạ. Phim Ấn Độ. À, bà bác của ta phải tăng tị với chồng bà nhá. Hôm nay mày xác định con ạ. Ôi trời ơi. What? Hmm?